Xin chào các bác nhé, xin chào các bạn nhé. Trước hết là xin cảm ơn các bác, cảm ơn các bạn đã xem video này của chúng tôi. Thì hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn và tới các bác một cái bình rượu ngâm rất là đơn giản thôi, gồm 5 vị chính. Nói là đơn giản thôi nhưng mà gồm 5 vị này cũng gần như là đầy đủ các yếu tố cho một cái bình rượu thuốc. Thì vị đầu tiên tôi xin nhắc tới các bạn đó là cái vị nhục thung dung. Vị thứ hai là cái vị hà thủ ô chế. Vị thứ ba là các bạn nhìn thấy, các bạn biết đây là đỗ trọng. Vị thứ tư đây là ba kích khô. Và vị thứ năm là ngưu tất. Đấy. Thì 5 vị này là cơ bản. Người ta đã nói là hà thủ ô thì đen tóc đỏ râu. Vị đỗ trọng thì chữa vào cái bệnh xương khớp. Vị ba kích thì đi vào cái đốt sống lưng. Vị ngưu tất thì đi vào cái xương ống chân. Và cái vị nhục thung dung là một trong những vị bổ dương rất là tốt. Thì hôm nay chúng tôi xin giới thiệu các bạn, đây là một trong những cái bài thuốc ngâm rượu rất là đơn giản. Tất nhiên là trên cơ sở này thì các bác có thể ra thêm một số cái vị thuốc khác, hoặc là một số cái bài thuốc khác, ví dụ như là dâm dương hoắc này, bạch tật lê này, châu cổ này, rồi những cái vị như là sâm cau, tiên mao, vân vân. Thì các bác có thể đặt hàng tại chỗ chúng tôi, gồm có 5 vị thuốc này theo cái số điện thoại đang hiện trên màn hình của các bác đây, 0932340345 nhé. Rồi. Xin cảm ơn các bác đã xem cái video này của chúng tôi. Đây chỉ là video giới thiệu về bình rượu thuốc 5 vị thôi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video sau nhé.